xin chào các bạn rất vui trong ngày hôm nay mình lại được gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo về chia sẻ là cách phân loại tin nhắn ưu tiên trên Zalo thì Zalo là một trong những cái mạng xã hội nó phát triển nhất hiện nay tại Việt Nam trong những lần cập nhật các phiên bản mới thì nhiều cái tính năng hữu ích đã được cái nhà phát triển và cung cấp nhằm là mang lại cái sự thuận tiện cũng như là những cái trải nghiệm phong phú cho người dùng một trong số đó là cái tính năng là phân loại uh, tin nhắn ưu tiên. Thì hiện tại như trong cái Zalo của mình đây, cái mục tin nhắn thì nó chỉ có một mục thôi, không có tin nhắn uh, ưu tiên và tin nhắn khác. thì cái tính năng này là nó giúp các bạn uh, không bị phân tâm bởi những cái cuộc trò chuyện mà không quan trọng. Mà khi sử dụng cái tính năng này thì các bạn uh, sẽ biết được cái tin nhắn đến cuộc hội thoại mình đã phân loại, nhưng sẽ không hiển thị trong cái danh sách tin nhắn ưu tiên Zalo. Nếu mà các bạn muốn phân loại tin nhắn trên Zalo thì các bạn có thể là làm theo cái chia sẻ của mình như sau. Trước tiên là các bạn là cập nhật cái Zalo lên phiên bản mới nhất bằng cách là trên điện thoại Android thì vào CS Play và trên điện thoại iPhone thì vào App Store. Tiếp theo các bạn kích vào biểu tượng Zalo trên màn hình. tiếp theo các bạn kích vào hình biểu tượng hình người bên góc phải màn hình và các bạn kích vào cái bánh đăng cài đặt và các bạn chọn đến cái mục tin nhắn sau đó chúng ta bật cái phân loại tin nhắn này lên bằng cách gạt sang phải và bây giờ các bạn quay về màn hình chính Như vậy bây giờ là màn hình chính đã hiện ra hai loại tin nhắn. Một là tin nhắn ưu tiên và hai là tin nhắn khác. Thì bây giờ những cái tin nhắn nó đang nằm ở cái mục ưu tiên. Nếu các bạn muốn chuyển sang cái mục tin nhắn khác thì các bạn chỉ cần giữ tin nhắn đó và chọn phân loại khác. Đây, mình à ông học chẳng hạn đây mình giữ này phân loại khác tiếp theo một cái nữa này chị phúc này phân loại khác Ê, như vậy là bên uh, tin nhắn khác này nó sẽ có những cái uh, tin nhắn mình vừa chuyển sang gồm đây zalo shop ông học và chị phúc còn nếu khi các bạn thấy cái tin nhắn này nó lại là quan trọng thì các bạn lại chuyển về ưu tiên thì bằng cách các bạn chỉ cần giữ vào tin nhắn và các bạn phân loại ưu tiên. Thì tin nhắn lại chuyển về mục ưu tiên. Ưu tiên. Đây, ưu tiên và khác để ưu tiên. Đây là với máy chạy hệ điều hành Android còn trên máy chạy hệ điều hành ios thì cái chuyển giữa tin nhắn ưu tiên và tin nhắn khác nó cũng hơi khác một chút và mình sẽ chia sẻ luôn dưới đây đây mình đang cầm con iphone trên tay đây và mặc định đây trong cái phần tin nhắn thì nó cũng chỉ có tin nhắn chung thôi không có một cái mục gì khác và muốn chuyển sang thì các bạn làm như vừa mình đã giới thiệu ở đầu video bật cái phân loại trò chuyện lên và quay về màn hình chính khi đó thì trong cái mục tin nhắn này nó sẽ có tin nhắn ưu tiên và tin nhắn khác trong cái uh, tin nhắn khác của mình hiện tại là chưa có một tin nhắn nào và bây giờ mình chuyển cái tin nhắn uh, bên ưu tiên này sang tin nhắn khác khi mình không uh, cần thiết ví dụ đây là cái uh, ham tìm tòi này. mình gạt từ phải qua trái sau đó chọn thêm và vào phân loại khác và bây giờ thì mình nhấn sang mục khác Thì đã có là ham tìm tỏi Và bây giờ các bạn muốn trả lại cái tin nhắn này sang bên ưu tiên Các bạn cũng gạt từ phải qua trái Và chọn vào mục ưu tiên Đã chuyển trò chuyện về ưu tiên Và bây giờ mình sang bên ưu tiên mình kiểm tra Và đây là ham tìm tỏi Thế Video của mình đến đây là cũng kết thúc nhé chúc các bạn thực hiện thành công hy vọng cái video cái cách phân loại tin nhắn ưu tiên trên Zalo này sẽ giúp ích được cho các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình và nếu thấy hay thì hãy like, share, đăng ký, bấm chuông và để ủng hộ kênh.